đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, Điện Biên và Lai Châu đêm và sáng sớm trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi có nơi từ 8 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.